sĩ Nguyên, đại diện nhà tài trợ chính nhãn hiệu nước tăng lực vị cà phê World Cup 2007 sẽ trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nguyễn Quang Hải của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Cảm ơn ông Nguyễn Sinh Nguyên và một lần nữa xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Mọi người không biết luật à? Ai cho nhảy hết?